Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 11, tàu 012 Lý Thái Tổ đại diện cho Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vượt qua hải trình hơn 1.500 hải lý an toàn tới Indonesia để tham gia diễn tập Hải quân ASEAN-Nga ANEC với chủ đề Hợp tác bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế biển và hàng hải dân sự. Trong những ngày tới, đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia các khoa mục thực binh trên biển, gồm kiểm tra thông tin liên lạc, thông tin cờ hiệu, ánh đèn, mã dịch, vận động đội hình, chụp ảnh từ trên không, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, tìm kiếm cứu nạn, chào nhau trên biển. Đợt diễn tập nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 mà Việt Nam giữ vai trò chủ tịch, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-Nga. Diễn tập Hải quân ASEAN-Nga góp phần nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước tham gia trong giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và Hải quân các nước.